Yep. Và hôm nay là cái haircut với Thành. À, hồi nãy mới gặp alo đó. Ôi, cà xà Thành hết sao Thành? À, ở bên đây sáng, giữa giữa xì sờ. Xì sờ cho ủa, quay vậy luôn hả? Mày tốt quá. Nước tưới sáng là đi hái đồ bắp bán tính ra đi em ra ngoài chợ bán kiếm tiền tính ra là số em cũng buôn chạy từ nhỏ rồi á. Nào tầng 1, 12 thì bắt đầu mới trồng bông nhận họ. Ồ, em không thợ được thời đó hả? Xong rồi mới mê luôn. Giờ em gửi giống đó, đem về chùa bên mẹ em này á. Thằng bóng bánh thầy đang trọng bánh để kịp đó. Mày cô bánh được trọng đấy chứ. Dạ. Trọng bánh nào vậy hả? Anh về anh ca tháng nay đường đi rồi anh ca nói chưa cắt tóc em ca vô cây cắt rồi xong xong để từ cho mình coi nhé. À, Thanh Kiều anh cay nhiều. Rồi, Thanh Kiều anh. Yeah, very good. Well, yeah, Sky yeah. Xong cái hai khách ngày hôm nay rồi. Giờ yeah, Sky yeah. Sẽ dọn dẹp để chuẩn bị cơm tối của mọi người. Yep. Đây đây, đây là Thành. Hết xong rồi, gửi cái lời yêu thương Thành. Xin lời yêu thương với Thành tới những người bị ung thư. Ủa, lời thương sao? Kiểu mà những cái lời mà Thành nói xin đừng bỏ cuộc hay là gì đó. À, em mong anh Sky sẽ góp những sức cho những người hoàn cảnh khó khăn và okay. Những trẻ em bị ung thư để anh Sky có tiếp sức động lực và có nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình của anh Sky. Thank you, thank you Thành. Thấy dầm thầy thích mái tóc mới hả? Dạ, anh Sky. Mượn một mái tóc thôi, nói lời thương. Đấy anh đòi, anh đòi. Đòi em cưới. Em cưới.